Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái camera quan sát của Xiaomi. Vâng, con camera này có cái mẫu mã rất là nhỏ gọn và đẹp, phù hợp cho gia đình. Hiện giờ về vấn đề quan sát an ninh gia đình trong nhà cũng giống như là ở những cái hành lang thì trong gia đình ta có nhiều tầng, nhiều nhà thì rất là muốn trang bị một cái camera nào đó. Thì với những người chưa từng dùng một cái camera chuyên nghiệp nào thì chúng ta nên thử xài qua đó, cái con Xiaomi 1080B này đó, xem sao. Theo tôi nghĩ đây là cái giá rất hợp lý. Giá bây giờ trên mạng nó bán thì trong khoảng từ 360.000 tới 460.000 đó, tùy nơi bán đó, rất là phù hợp hỗ trợ cho gia đình mình có thể kết nối ở mọi nơi. Ở đây các bạn nhìn xem, có thể xoay 350 độ và có đế hút nam châm, mình có thể gắn lên những nơi nào có kim loại hoặc là mình gắn lên tường với một góc nhìn rất là rộng, khoảng 110 độ mình để vào góc tường là có thể quan sát hết cả căn phòng của mình với một cái giá rẻ hợp lý và rất dễ sử dụng. Đó, hình ảnh Full HD. Tuy nhiên những cái điểm yếu của con này chẳng hạn như là khi sử dụng có thể nó hơi bị nóng hoặc là cái tốc độ frame hình của nó hơi bị chậm đó các bạn. Có thể nó chỉ khoảng độ 10 frame trên giây tới 15 frame trên giây. Cho nên rằng là nếu như những cảnh hành động mạnh thì hình của mình sẽ hơi bị giật. Nó còn nếu mình chỉ dùng vào cái mục đích quan sát, lưu trữ và theo dõi thì rất là phù hợp. Chất lượng hình ảnh rất là tốt. Tôi đã test thử, phần cuối video sẽ có những hình ảnh minh họa, đặc biệt rằng là nó có những chế độ là giám sát chuyển động, tức là khi bạn quay cái căn phòng của bạn suốt ngày thì không nhất thiết là nó phải lưu tất cả vào trong bộ nhớ, vào trong thẻ nhớ. Đây có thẻ nhớ có thể hỗ trợ 64GB, thì khi mà có cảm biến chuyển động thì nó mới quay, rất là lợi. Thì khi đó bạn sẽ nó sẽ gửi thông tin cái đoạn video khoảng 15 giây về điện thoại cho bạn để bạn xem coi cái chuyển động đó là cái gì. Có thể là do có người đột nhập hoặc là người nhà mình đã đi chợ, đi học về thì rất là tiện. Mình sẽ nhận thông báo ngay khi mà con mình học về, đã về đến nhà chẳng hạn. Rất là tuyệt vời. Nó có thể sử dụng với nhiều nguồn điện, chẳng hạn như có thể sử dụng điện lưới hoặc là tất nhiên là phải qua cái adapter đó, hoặc là mình xài cục pin dự phòng vân vân. Thì và đặc biệt nó có một chế độ quay đêm, tức là khi mà ngoài hành lang hoặc trong phòng khách đã tắt hết đèn đi rồi, tối thui, thì con camera này sẽ bật chế độ hồng ngoại đi lên, có đèn màu đỏ và có thể quay được, lúc đó nó sẽ ra trắng đen. Tuy nhiên cũng rất là rõ, trong phạm vi mà 10 mét trở lại thì rất là rõ các bạn. Phần mềm hỗ trợ cho cái con này để mà mình kết nối vào cái điện thoại của mình ấy, rất là dễ dàng sử dụng. Đó, có thể mình có thể zoom bằng tay gần xa, thay đổi tỷ lệ khung hình vân vân, đó, chụp ảnh và quay phim trở lại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái camera của Xiaomi này vào với điện thoại. Một cái cổng micro mini ở dưới đây các bạn nhìn thấy. Mình sẽ cắm nguồn vào với cái wifi là gia đình là FPT F503. Việc đầu tiên là mình sẽ bấm nút reset. Ở đây là phiên bản mới, các bạn nhìn thấy nó có một cái nút reset ở đây. Nút tên là setup. Đó, có cái nút để bấm bằng tay đàng hoàng. Còn một số phiên bản cũ thì nó có cái lỗ, bạn phải dùng một cái khe chọc sim để chọc vào. Đó, bên đây là khe thẻ nhớ. Đó, khe thẻ nhớ SD. Mini SD. Đó, mình bấm một cái. Đó, nó sẽ có tiếng phát ra. Mở phần mềm Mi Home này lên. Đây. Đó, mình sẽ bấm vào dấu cộng ở đây. S device. S device, thêm thiết bị mới.
Đúng vậy em. Ok. Đó, nó nhắc mình là bấm vào cái nút setup này các bạn. Và chờ đến khi nào có giọng nói phát ra. Mình đánh dấu check vào đây và bấm next. Đúng vậy em. Mình gõ mật khẩu vào và bấm next. Bây giờ nó hiện ra một cái mã code. Đó, và bạn cho cái camera này của mình nhìn thấy cái mã code đó. Đó, trong khoảng cách khoảng một gang tay. Mã扫描成功，Đó,正在联系nó网nói là络，请đã稍nhìn后。thấy rồi đó. Nó đã nhận diện thiết bị và bấm tiếp tục. Đó, và bây giờ mình sẽ chờ. Sau khi nó chạy từ 1 đến 100 thì nó đã nhận được thiết bị. Và bây giờ bạn sẽ đặt tên cho cái phòng của bạn. Đó, ví dụ mình thêm dấu cộng vào, mình đặt tên là, ví dụ ở nhà tôi đặt tên là ok. Đó, mình tạo một cái socket ra bên ngoài chương trình. Bấm đôn. Vậy là bây giờ đó, các bạn đã nhìn thấy đã kết nối camera vào căn phòng của mình. Đó, kết nối camera vào căn phòng của mình. Và đây là cái điện thoại tôi đang thiết lập đây. Như vậy là xong. Đó. Đó, có cái nút chụp ảnh, mình muốn chụp lại tấm hình này. Khi mình đang quan sát thì bấm chụp hình và bấm Save to album. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy nó bắt đầu nó đếm giờ quay này. Đó, tức là mình sẽ quay lại cái đoạn phim mà mình cần. Ok. Dừng. Đó, mình sẽ xem ở chế độ tràn màn hình cho nó sướng mắt. Đó, xem tràn màn hình. Ở đây nó báo ngày giờ ngày tháng năm rồi các bạn. Ở nhà ai nói chuyện gì đó mình sẽ nghe được. Mình tắt đi, mình không cần nghe. Và đây là cái speaker. Đó, mình nhấn vào để mình nói. Đó. Mình nói như vậy thì những người ở nhà sẽ nghe thấy tiếng nói của mình. Bây giờ bạn có thể đi bất kỳ đâu và kết nối ở nơi đó có wifi hoặc là 2G, 3G, 4G gì đó. Mình mở Mi Home và bạn sẽ thấy thiết bị của mình ở đây. Ví dụ mình có hai ba máy thì nó sẽ hiện lên hai ba cái phòng ở đây, hai ba cái thiết bị. Đó, bấm vào đây rồi bạn chờ trong vòng 3 giây thì bạn sẽ nhìn thấy ngay đó, cái quang cảnh của căn phòng mà mình cần theo dõi. Tôi muốn lưu ý các bạn hai vấn đề. Một đó là bạn nên vào cái phần setting này đó và chọn cho tôi cái location này. Đó, location này là đừng có chọn Mỹ hay là Hồng Kông, Singapore gì hết mà phải chọn cái chữ tiếng Hoa này, đó, tiếng Trung này thì cái thiết bị của mình mới dùng được nha các bạn. Đó, còn nếu mà mình chọn những cái nước khác nó sẽ ra giao diện khác và nó không nhận được thiết bị. Đó, nhiều bạn lúng túng ở chỗ này. Đó, còn cái language, cái ngôn ngữ này thì mình có thể chọn tiếng Anh đó, để là mình có cái giao diện tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như là cuối tuần mình có một bữa tiệc BBQ trên sân thượng, mình muốn cầm cái camera quan sát này đem lên để gắn trên sân thượng hoặc một nơi nào đó bất thường, thì bạn có thể sử dụng một cái pin sạc dự phòng như thế này.